Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay thì chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe Ford EcoSport phiên bản 1.5 Titanium. Chiếc xe được sản xuất năm 2016, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội và một chủ từ đầu quý bạn nhé. Chiếc xe này đã lăn bánh được 8.500.000 km rồi và còn rất là mới, rất là đẹp, đồng hồ chuẩn, máy móc các thứ còn rất mới, rất là đẹp. Và đặc biệt là chủ xe vừa mới thay cả một cái dàn lốp mới tinh đây các bạn nhé. Cả một cái dàn lốp date 2022 vừa mới thay xong, rất mới, rất là đẹp rồi. Cho nên là quý vị và các bạn nào mà sở hữu chiếc xe EcoSport này thì chỉ việc đổ xăng vào và chạy thôi các bạn ạ. Rất đẹp, rất mới, còn nguyên bản hết ạ. Chúng tôi cam kết thứ nhất là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản, máy móc còn nguyên bản, tất cả còn nguyên bản và còn rất là mới ạ. Chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 429 triệu đồng các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Ford EcoSport 1.5 Titanium 2016 tên tư nhân biển Hà Nội một chủ từ đầu này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Ford EcoSport 1.5 Titanium 2016 tên tư nhân biển Hà Nội. Mời quý vị và các bạn. Trước tiên thì tôi vẫn mời quý vị và các bạn cùng tôi đi xem về cái phần nước sơn bên ngoài cũng như là về cái phần ngoại thất bên ngoài của chiếc xe Ford EcoSport phiên bản 1.5 Titanium 2016 này quý bạn nhé. Chiếc xe này đăng ký là màu xám quý bạn nhé, rất là đẹp luôn đấy ạ. Đấy, rất là mới, rất là đẹp, nước sơn zin bản nguyên bản của xe còn rất là nhiều và rất là đẹp đấy ạ. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả quý bạn nhé. Đấy, nhìn về cái phần sườn bên lái đây, thưa với quý vị và các bạn, nước sơn zin còn rất là nhiều này và chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu nhá, rất là mới luôn, rất mới, rất đẹp luôn. Và đây là cái phần sườn bên phụ cũng như vậy các bạn nhá, nền rất là căng, rất là đẹp ạ. Đấy, nhìn về cái phần ba đời sốc trước thì quý bạn thấy đây ạ, chiếc xe này thì cũng đã được chủ xe độ lên đèn pha bi xenon nông các bạn nhá, đèn pha bi xenon nông này là chủ xe đã độ lên rồi này. Đấy, cái bộ đèn pha bi xenon, đèn pha siêu sáng này bây giờ là rất đắt tiền, chủ xe cũng đã độ lên rồi. Và phía bên dưới là cái cụm đèn gầm này, mặt ca lăng, lưới tản nhiệt, logo đều rất là mới này, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả quý vị và bạn nhé. Đấy, cụm đèn pha này rất là mới, rất sáng luôn. Từ năm 2016 đến bây giờ là sau 6 năm sử dụng rồi các bạn nhé, mà rất là đẹp này. Xe cũng đã được trang bị kể cả đèn led ban ngày ở đây ạ. Đấy, đèn pha bi xenon, đèn led ban ngày đầy đủ hết rồi. Đây là về cái phần đầu các bạn nhé. Và về cái phần lốp xe thì quý bạn thấy đây ạ, chủ xe vừa mới thay lên một cái dàn lốp mới tinh như này đây ạ, rất là dày, rất là mới luôn quý bạn nhé. Date là tuần thứ 8 năm 2022 đây này, cả một dàn lốp luôn ạ, dàn lốp mới thay và lốp sơ cua còn mới tinh chưa hạ các bạn nhé. Tôi sẽ quay chi tiết cho quý vị các bạn cùng xem. Đấy là về cái dàn lốp này, cả dàn lốp đều mới này, date 2022 đấy, mới tinh luôn các bạn nhé. Cả dàn lốp vừa mới thay này, 2022 luôn các bạn ạ. Dàn lốp đây quý bạn xem này, mới tinh, đều 2022 luôn quý vị và bạn nhé. Vừa mới thay dàn lốp cho nên là quý vị và các bạn nào mà mua chiếc xe này về thì yên tâm luôn ạ, không phải thay cái gì nữa. Lốp sơ cua cũng còn chưa hạ nhé. Đấy, lốp sơ cua chưa hạ thì lát nữa thì tôi sẽ tháo cái vỏ này ra cho quý vị và các bạn cùng xem để thấy được cái lốp sơ cua còn rất là mới quý bạn nhé. Đấy, cái cụm đèn hậu này cũng còn rất là mới này, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm hay là chưa có bị xước sát gì cả này. Xe cũng đã được trang bị đèn phanh trên cao. Đấy, cụm đèn hậu bên này rất là mới luôn ạ. Chiếc xe này thì được chủ xe bảo hành, bảo dưỡng
tại hãng luôn quý vị bạn nhé. Đấy, đầy đủ lịch sử bảo hành bảo dưỡng tại hãng này. Phiên bản Ford EcoSport 1.5 Titanium đây các bạn nhé. Và xe cũng đã được trang bị sẵn là cảm biến lùi rồi. Cảm biến lùi, camera lùi cũng đã có đầy đủ rồi. Chủ xe đã lắp thêm màn hình Android rất là xịn, có cả camera lùi luôn, đầy đủ hết luôn các bạn nhé. Để nhìn về cái phần bên ngoài, xe cũng đã được trang bị khóa thông minh, bấm tay để mở cửa này. Gương chiếu hậu là gập điện, tích hợp xi nhan trên gương. Đấy, một chiếc xe Ford EcoSport 2016 còn rất mới, rất là đẹp luôn đây quý bạn nhé. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả, cho nên là chiếc xe còn rất đẹp. Và đây là cái lốp sơ cua của chiếc xe các bạn nhé. Lốp sơ cua còn mới tinh, chưa hạ tí nào các bạn ạ. Đấy, lốp sơ cua còn mới tinh luôn đấy ạ. Khóa lốp này. Đấy, lốp sơ cua này lốp nguyên bản của xe đây các bạn nhé. Mới tinh, chưa hạ tí nào. Tôi phải bỏ cái ốp ra để cho quý vị và các bạn cùng xem đấy ạ. Đấy. Về cái phần ngoại thất nước sơn bên ngoài của chiếc xe thì rất là đẹp rồi. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần nội thất bên trong cũng như là về cái phần option của chiếc xe các bạn nhé. Trước tiên thì mời quý bạn xem là cái cánh cửa trước bên lái đây này, keo chỉ là còn nguyên luôn các bạn nhé. Chúng tôi cam kết keo chỉ nguyên bản này. Đấy. Keo chỉ là còn nguyên, chưa mất một phân keo chỉ nào các bạn nhé. Táp bi cánh cửa này, đấy, đều rất mới, rất là đẹp luôn các bạn ạ. Chiếc xe mới lăn bánh được có 8 vạn rưỡi thôi, cho nên là còn mới đều và rất đẹp đấy. Nội thất da cao cấp nguyên bản của xe. Đấy, ghế da này, cửa sổ nóc này, phiên bản titanium đầy đủ option rồi, 1.5 titanium các bạn nhé. Vô lăng, cần số, tay phanh đều rất là đẹp này. Chiếc xe này được chủ xe bảo hành bảo dưỡng này, đầy đủ luôn. Đấy, quý bạn có thể yên tâm tuyệt đối về chiếc xe này nhé. Đấy, rất mới, rất là đẹp luôn. Và chiếc xe này cũng đã được chủ xe này ốp inox bậc cửa này, chống xước này, trải sàn da đầy đủ rồi các bạn ạ. Đấy, trải sàn da đầy đủ rồi. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên lái cho quý bạn cùng xem này. Keo chỉ này, cánh cửa còn nguyên bản này. Đấy, keo chỉ còn nguyên hết ạ. Chúng tôi cam kết là chưa mất một phân keo chỉ nào cả nhé. Còn rất là đẹp này. Đẹp từ táp bi cánh cửa này cho đến phần nội thất đằng sau này. Ghế da đằng sau còn nguyên bản này. Và còn rất mới luôn các bạn nhé. Cái này là bẩn này. Đấy, cái này là bẩn này. Đấy, cạo đi là nó hết đây các bạn nhé. Bẩn đấy, ghế này rất mới luôn các bạn này. Xem từ những cái phần tựa gối này cho đến những cái phần da ở trên nỉ ở trên trần. Phần nỉ ở trên trần đều rất mới này. Lưng ghế, hàng ghế trước này đều rất là đẹp quý vị và các bạn ạ. Rất đẹp và rất mới nhá. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi bước lên xe để xem về cái phần option cũng như là về cái phần tablo bên trong của chiếc xe. Đấy. Đầu tiên thì tôi phải bật cái chìa khóa điện lên cho quý bạn xem để điện đã. Start top này. Đấy, start top tôi đã bật rồi các bạn nhé. Start top này, tôi lại bật hai lần cho nên nó thành nó tắt. Màn hình Android rất là to mà chủ xe cũng đã lắp cho chiếc xe này rồi. Cái màn hình này nó rất thông minh các bạn này, nó hiển thị được cả mở cửa nhé. Bây giờ nếu mở cửa này là cái cửa này đây, tôi thử cho các bạn xem. Đấy, nó sẽ báo mở cửa này. Đấy là đóng này. Báo mở cửa này và nhiệt độ của điều hòa đây này. Điều chỉnh nhiệt độ điều hòa đây thì nó cũng sẽ ở trên cái màn hình kia nó báo luôn đấy ạ. Đấy, quý bạn nhé. Nhiệt độ này đều báo hết điều hòa trên cái màn hình này. Màn hình này hiển thị đầy đủ các chức năng luôn ạ. Và đồng hồ công tơ mét đây, thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe lăn bánh được đúng 8 vạn rưỡi km nha. 8 vạn rưỡi này thì vô lăng còn nguyên bản này. Chưa có bọc lại vô lăng và vô lăng được bọc ra. Tích hợp các phím điều khiển âm thanh trên vô lăng này. Vô lăng còn nguyên bản này. Cần số còn nguyên bản này. Đấy, tay phanh này cũng còn nguyên bản hết luôn các bạn nha. Đấy, rất mới luôn ạ. Quý vị và các bạn xem kỹ chi tiết, tôi sẽ quay rất kỹ cho quý bạn xem này. Từ táp bi cánh cửa này cho đến vô lăng này, đồng hồ này, đấy, mặt tablo này đều rất mới luôn các bạn nhé. Rất mới, rất đẹp và đều xe. Đấy, những cái phần nỉ trần này, nỉ trần cũng rất mới luôn ạ. Đấy, những cái phần nỉ trần này đều mới, rất là đẹp nhé. Cửa sổ nóc đây, hôm nay thì thời tiết rất là mát, ngồi ở trong xe thì nên mở cái cửa nóc này ra để lấy không khí ở bên ngoài trời, rất là dễ chịu quý bạn ạ. Đấy. Và xe này cũng đã được trang bị điều hòa tự động rồi. Nguyên bản của xe đã có đầu CD.
Đấy. Đầu CD này thì bây giờ ít người dùng đến, cho nên là chủ xe đã độ thêm cái màn hình Android này thì giải trí thông tin đa phương tiện rồi các bạn nhé. Cho nên là quý bạn cũng không cần phải dùng đến cái đầu CD này mấy đâu. Đấy, rất là đẹp. Và bây giờ thì tiếp theo thì tôi lại tạm thời tắt điện đi và ra ngoài giới thiệu thêm cho quý vị và các bạn về những cái phần còn lại của bên ngoài của chiếc xe này các bạn nhé. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cửa sau, cốp sau đấy. Đấy, bấm một cái là mở cửa sau rồi. Toàn bộ về cái cánh cửa sau này thì quý bạn thấy đấy ạ. Đi mua xe cũ thì quý vị các bạn xem kỹ cho tôi về cái phần đầu và phần đuôi nhé. Phần đuôi là tức là cái cốp sau đấy ạ. Đấy, còn nguyên bản nhé. Riêng về cái cốp sau này thì không có chỉ quý bạn ạ. Đấy, nó chỉ là dập tôn này thôi. Đấy, nhưng mà vẫn còn nguyên bản nhé. Chỉ là chỉ ở dưới này thôi này. Đấy, những cái chỉ ở dưới này nhé. Chứ còn mặt đằng kia là không có chỉ này. Mặt dưới thôi. Và ốc bản lề cánh cửa đây, thưa với quý vị bạn này. Ốc bản lề nguyên bản này. Chưa có một con ốc nào tháo ra các bạn nhé. Và táp bi của cái cánh cửa này rất là đẹp luôn đấy ạ. Đấy, táp bi rất mới. Toàn bộ về cái phần nỉ này, nỉ đằng sau này cũng đều rất là mới luôn quý bạn nhé. Đấy, tất cả là còn nguyên bản và còn rất là đẹp đấy ạ. Từ những cái phần trần cho đến những cái phần nhựa ở đằng sau này. Và cái tấm nỉ ở cái dưới của cái này ấy, là còn rất là mới cơ. Nhưng bây giờ tôi đang vừa mới giặt cho nên nó ướt, tôi đang phơi ở nhà. Còn lại là đây cái tấm cao su mà chủ xe lắp thêm. Đấy, rất là đẹp, còn nguyên bản hết này. Đấy, những cái cụm đèn này còn nguyên hết này. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ cho quý vị và các bạn cùng xem. Cánh cửa phía sau này, keo chỉ này. Keo chỉ là còn nguyên bản hết này. Keo chỉ cánh cửa còn nguyên, chưa có mất một phân keo chỉ nào quý bạn nhé. Đấy, ốc bản lề cánh cửa này còn nguyên hết luôn quý bạn ạ. Chưa có một con ốc nào tháo ra nhé. Đấy, tất cả là còn nguyên bản và còn rất là đẹp này. Cửa nóc này đến những cái phần trần này đều rất sạch, rất là đẹp luôn quý bạn ạ. Kể cả những cái phần da, ghế da ở hàng ghế ngồi phía sau này đều rất là mới luôn quý bạn nhé. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên phụ cho quý vị các bạn cùng xem. Cánh cửa phía trước bên phụ này, từ những cái phần keo chỉ cánh cửa này còn nguyên bản hết này. Đấy, còn nguyên hết luôn quý bạn nhé. Keo chỉ là còn nguyên này. Táp bi cánh cửa thì rất là mới này. Đấy, táp bi thì quá là mới luôn ạ. Nhìn từ cái bậc cửa này, phần bên dưới này mới, bậc cửa rất là mới này, cho đến những cái bậc bên trên này cũng đã được ốp bảo vệ chống xước rồi. Đấy, rồi thì cái sàn bọc da. Đấy, rất là mới, rất là đẹp luôn các bạn nhé. Mới đều, một chiếc xe mới đều. Từ táp lô cho đến táp bi đều rất là mới quý vị các bạn ạ. Vô lăng, cần số, tay phanh đều rất là mới này. Tì tay này, chiếc xe này đã có tì tay cho người lái này. Đấy, nhiều người phải lắp thêm cái cốp phụ để tì tay. Nhưng chiếc xe này thì đã có tì tay rồi các bạn nhé. Rất là đẹp, rất là xịn luôn quý vị các bạn ạ. Nội thất da, ghế bên phụ này thì ngồi ít hơn cho nên là còn mới hơn cái ghế lái cái rất là nhiều quý bạn nhé. Đấy, chiếc xe mới lăn bánh có 8 vạn rưỡi thôi cho nên là còn đều xe lắm đấy ạ. Và đây là cái phần gầm của chiếc xe quý vị bạn nhé. Thưa với quý vị và các bạn, với những chiếc xe gầm thấp chúng tôi không thể quay được thì chúng tôi có thể thôi. Nhưng chiếc xe EcoSport phiên bản 1.5 Titanium này nó cũng thuộc dạng gầm cao cho nên là chúng tôi có thể quay được, thì tôi sẽ quay cho quý vị các bạn cùng xem đây ạ. Cái phần gầm còn rất là mới quý vị bạn nhé, vì chiếc xe này chạy ở Hà Nội, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội, một chủ từ đầu. Chiếc xe này chỉ có lăn bánh ở Hà Nội thôi cho nên là cái gầm nó rất là đẹp, rất là mới ạ. Với những chiếc xe mà chạy ở đồi núi hoặc là những cái vùng biển ấy thì gầm nó rất là kém, gầm nó rất là xấu bởi vì nó hay bị va chạm vào đất đá chẳng hạn, hoặc là bị nhiễm mặn bởi những cái vùng biển. Còn chiếc xe này chạy ở Hà Nội cho nên là gầm còn đẹp, còn mới như này đấy quý vị và các bạn nhé. Ford cũng đã trang bị cho chiếc EcoSport Titanium 2016 này là một cái động cơ xăng 1.5 lít các bạn nhé, kết hợp với hộp số tự động. Và chiếc xe này thì động cơ còn rất là mới các bạn ạ. Chúng tôi cũng đã dọn dẹp sạch sẽ đẹp đẽ đi rồi để cho quý vị và các bạn dễ nhìn. Vì từ những năm 2016 đến bây giờ sử dụng thì máy móc nó cũng đã bẩn rồi, và hơn 8 vạn thì máy móc nó cũng đã tương đối bẩn, cho nên chúng tôi phải dọn dẹp kỹ hơn ạ. Cho nên là quý vị các bạn thấy đấy ạ, toàn bộ ốc chân máy này
Đấy, ốc chân máy quý bạn xem kỹ nhá. Tôi quay sát vào cho quý bạn xem này, tất cả về những ốc chân máy này. Còn nguyên bản hết này, cho đến ốc mặt máy quý bạn xem này. Tất cả các con ốc ở trong cái động cơ này là còn nguyên bản hết luôn các bạn nhé. Chưa có một con ốc nào bị tháo ra đâu ạ. Đấy, ốc mặt máy nguyên bản này. Và còn rất là đẹp, rất là mới đây các bạn ạ. Ốc giảm sóc này. Đấy, cho đến ốc cabo này. Còn nguyên bản luôn các bạn ạ. Cabo của chiếc xe EcoSport này thì nó không có keo chỉ mà nó được dập mép tôn như thế này. Nhưng nếu bị đâm đụng hay là gò lại thì nó cũng sẽ có vết các bạn nhé. Đấy, mà chiếc này là còn nguyên này. Còn nguyên luôn ạ. Đây là cái phần đầu này. Đấy, những cái đinh tán này, nếu như bị đâm đụng hay là bị va chạm gì cả thì nó sẽ có vết ạ. Đấy, logo của hãng đây ạ. Ford đây ạ. Đấy, còn nguyên bản hết luôn này. Đều có logo hết luôn các bạn nhé. Và cái đến cái tấm chắn nóng, cái nỉ chắn nóng của cabo này cũng còn rất là mới, rất là đẹp cơ quý bạn ạ. Đấy, chúng tôi thì cũng đã dọn dẹp sạch sẽ đẹp đẽ đi rồi, cho nên là nhìn nó rất là mới này. Ốc tai này còn nguyên bản hết luôn quý bạn ạ. Đấy, và cái cụm đèn này thì tôi cũng xin chia sẻ với quý bạn nhé. Đây là do chủ xe độ cái phần bi xenon ông này, bi xenon ông này, cho nên là cái đèn này đã bóc ra nhé, bóc ra để độ bi xenon ông ở trong. Cho nên là quý vị và các bạn nào mà đừng nói là cái đèn này chắc là có vấn đề gì mới phải bóc ra nhé. Thưa với các bạn, đây là độ ạ. Bây giờ xu hướng độ đèn đẹp hơn, sáng hơn rất là nhiều các bạn ạ. Đa số là những chiếc xe mua về bây giờ là toàn độ lên đèn, đèn cụm, đèn pha bi xenon này, có những cụm đèn lên đến hơn chục triệu các bạn ạ, rất là sáng. Cho nên là nhiều xe độ đèn, đi những cái chủ xe nào mà hay đi đêm là sẽ quan tâm đến cái đèn hơn. Còn cũng có một số chủ xe là ít đi đêm nhưng lại thích đồ độ. Đấy, thích nhiều đồ độ cho nên là độ cho nó sáng thì là sẽ có những cái người đến độ ạ. Bây giờ đa số là sẽ độ đèn. Đấy, và rất đẹp, rất mới luôn quý bạn nhé. Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về cái phần ngoại thất cũng như là về cái phần nội thất và phần động cơ của chiếc xe Ford EcoSport phiên bản 1.5 Titanium, sản xuất năm 2016, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội, một chủ từ đầu và lăn bánh 8.500.000 km các bạn nhé. Với chiếc xe này thì chúng tôi cam kết với quý vị các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản, tất cả còn nguyên bản và còn rất là mới quý vị các bạn nhé. Và chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 429 triệu đồng quý vị các bạn ạ. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà quan tâm đến chiếc xe Ford EcoSport phiên bản 1.5 Titanium 2016 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Thank you.